trong thời gian này chị Hương hay là mà anh có thể kể là những cái chuyện vui hay buồn gì mà đáng nhớ nhất trong thời gian mà quay phim hay không? Và mình quay bao lâu? Một tháng hay mấy năm? Quay cũng mất thời gian cũng khoảng gần 2 tháng. 2 tháng cũng nó cũng vừa cũng ra cũng đúng. Cũng kéo dài gần 2 tháng tại vì Hương là đi theo xuyên suốt với lại những cái cảnh quay, những cái thách quay mà. Nhưng mà giống như là có nhiều cái cảnh quay mà nó cũng rùng rợn, nhưng mà mình là cái người thư ký trường quay mà mình note lại những cái thách quay đó, mình là cái người chưa có coi edit mà nó đã là hiện trường thôi mà mình cũng cảm thấy sợ rồi. Có nhiều cảnh anh Quốc kêu thôi em đừng có tới, em đừng có vô. Nhất là cái cảnh quay ở chỗ nhà chị Kim Lý mà cái lúc mà cảnh quay đó kêu là thôi đừng vô, đứng ngoài đây đi. Rồi nói chung ra là làm việc rất là căng thẳng, nhưng mà khi mà anh Quốc là ảnh là đạo diễn nhưng mà ảnh có cái khiếu hài hước, cho nên lúc mà mọi người căng thẳng lên là coi như là chọc hài hước lên, chọc cho mọi người cười thì lại bớt căng thẳng đi để làm việc cho nó cho chảy hơn cho công việc. Thật ra là anh cảm ơn diễn viên với lại đoàn phim nhiều lắm, bởi vì quay khổ cực khổ quá mà. Ví dụ như em quay phim tình cảm cái này nọ, quay thí dụ bên ngày hay là tới cùng lắm là cũng 12 khuya là xong rồi, là về nhà là đi ngủ rồi. Cái này quay tới sáng không? Quay tới sáng 4-5 giờ sáng không? 6-7 giờ sáng là chuyện bình thường. Quay xong rồi là đi ăn phở. là quán phở vừa đủ mở cửa luôn. Phở trong 2 tháng chờ ăn phở hết. Tội nghiệp lắm. Nhưng mà diễn viên rất là nhiệt tình, nó đức tiếng này nọ, mấy anh em nhiệt tình lắm. Tức là phải chờ cho tới, tại vì đôi khi những setup, những cảnh lớn đó, những cảnh mà lớn thì lâu mất thời gian nhiều đó. Thì diễn viên cũng đi ra ngoài xe nằm, tại vì đôi khi nó lạnh á, ra ngoài xe ngồi đó rồi kêu chuẩn bị chú gửi vô diễn là nó tiếng mực xe ok xong chưa vô diễn. Vậy đó, rất là dễ thương. Em rất là cảm ơn anh chị anh Quốc đây. Thực sự mà nói về phim Việt bên Việt Nam á, lúc nào họ cũng có một cái đoàn họ sẵn, họ lúc nào cũng quay ở bên Mỹ của mình, đất nước đây đó. Nhưng mà em rất là cảm ơn là mình đem những cái mà mình là người Việt Nam mà mình đứng ra mình làm như vậy, thì em rất là thật sự luôn là hãnh diện là mình là người Việt Nam. Mà ở đây mà anh có thực sự là trong cái phim này rồi anh có cần tính thêm dự định sau này còn làm phim giống tự vậy không, hay là muốn anh đổi luôn rồi anh khác? Thì thử thách mình qua những cái loại phim khác nhau. Năm ngoái anh làm cái phim hành động, năm nay làm cái phim ma, năm tới làm cái phim hài chẳng hạn vậy đó. Xong rồi anh coi cái ý của khán giả với lại cái team làm phim của mình, coi thì mình rating hay coi cái phim nào làm tốt nhất thì anh sẽ focus vào cái phim đó. Ý của Nguyễn là muốn anh chỉ làm em hài thôi, tại cái mặt anh giống hài. Nhưng mà để coi như thế nào thì năm 2019 anh sẽ làm cái phim hài. Phim khoa học viễn tưởng mà hài trong đó. Vui á. Từ đây là bập bí thôi, luôn là người vô hình. Nhưng mà cái nói về cái nội dung thì từ mình nói sao. Tại vì bây giờ mình đang focus vô Bàn Tay Máu thì đó. Thêm một lần nữa là quý vị nào đang xem thì muốn biết là Bàn Tay Máu sẽ chiếu ở đâu, và anh có thể nói một lần nữa địa điểm và cái thời gian chiếu là một ngày chiếu bao nhiêu lần hay là như thế nào anh? Ok, cái ngày ra mắt của anh thì là ngày 10 tháng 1 lúc 6 giờ chiều tại rạp Regency Theater. Còn cái ngày mà chiếu chính thức á, là ngày 11 tháng 1 cho tới ngày 17 tháng 1 là 7, một lần một tuần á, thì một ngày chiếu 5 suất chiếu, khoảng từ buổi trưa cho tới buổi tối là 5 suất chiếu. Rồi đông vui lắm anh, rồi những diễn viên cũng có đó luôn. Như là anh đứng đó có chụp hình hay là gì không? Những cái ngày ra mắt đó. Anh có tiến tính sao? Không, có đầy đủ. Cái ngày ra mắt là có đầy đủ diễn viên chính và tất cả những diễn viên mà trong, nói chung tất cả những diễn viên trong phim là đều có mặt ngày hôm đó hết. Thảm đỏ luôn, anh mời anh mời chị Kissy. Vui quá ha. Rồi còn có thêm chuyện gì mà mình đáng kể nữa không? Như là anh là vai chính, có cái nào mà vừa đóng mà cái lúc mà khi là nói làm phim mà mình giật mình, nhưng mà cảnh của anh trong đó cái nào mà anh mắc cười quá nhìn không nổi không? Có cái điều mà muốn chia sẻ cùng với Kissy cũng như tất cả quý vị khán giả đó là có cái cảnh mà Tiến nhớ là quay cái cảnh mà đi vô cái nhà kho mà các bạn nó bị treo cổ lên, anh nhớ không? Cái cảnh đó là quay rất là một trong những cảnh đầu tiên mà của đoàn phim, mà cái cảnh các bạn đó bị con ma nó giết chết á. Thì khi vô quay cái đó thì thật sự mà nói là cái khu đó là khu nhà kho mà gần như là bỏ hoang vậy đó. Cái khu đó cũng rất là rùng rợn, và thấy cái cảnh treo cổ lên á, cái người mà treo cổ lên thì phải biết là khi mà cái người đó treo cổ lên mà nó mới chết hay là chết lâu rồi thì nó khác nhau hoàn toàn. Và đúng rồi, nó giống dạng vậy đó. Thì có cái lưỡi lè ra xíu rồi đó. Là khi mà lái xe vô thì cái hiện trường chỗ đó nó tạo á, thì Tiến bước vô đó thì Tiến cảm nhận là
cái chỗ này đúng là ghê rợn thiệt, nhưng mà anh cái điều quan trọng hơn hết đó là tiến bước vào cái hiện trường khi mà làm cái phim đó thì có xe cảnh sát nè, rồi có đèn nè, có tất cả mọi thứ thì nó giống y chang như một đoàn phim mà có cái sự đầu tư của Hollywood. Giống giống như vậy, bước vô có ambulance nữa, ambulance và xe cấp cứu gì đó, nó kêu rất rất là sợ. Thì mình bước vô mình thấy là cái đoàn phim này thật sự là anh Quốc Võ này ảnh là người chịu đầu tư, đầu tư. Thế là chịu đầu tư về cảnh trí, chịu đầu tư về con người trong đó, và chịu đầu tư vào cái nội dung kịch bản. Ta viết là một chuyện, nhưng mà khi ra hiện trường mình làm được bao nhiêu phần trăm trong cái nội dung viết đó nữa, nó mới rất rất là quan trọng. Dạ, và khi nó tải lên phim á, nó đưa lên phim coi thì người ta mới tin là phim thiệt chứ không phải phim giả. Khi nó có thiệt, phim thật á, thì cái đó cái điều đó rất là quan trọng. Mà đi quay thì nói chung là nhiều cái vui lắm, ví dụ như con ma nó đi hoài cái đó. Con ma chạy lên khiến cắn, ví dụ ma ngứa quá, ví dụ vậy đó, con ma cũng ngứa đó hả, ví dụ vậy. Mà bữa hôm đó quay là cũng có trời mưa nữa anh, 3-4 giờ sáng mà trời mưa nữa. Đầu tiên em biết là anh mướn máy phun mưa để cho cái tạo hiệu ứng là mưa ra rã. Mưa thiệt. Nhưng mà sao tự nhiên mưa thiệt, hay thiệt. Mà lâm mà cái đèn đường á, đánh ánh sáng mà giống như đánh sáng của đèn đường. Thật ra chỗ đó tối thui không có đèn đường. Nhưng mà mình treo cái đèn lên để đánh ánh sáng giống như đèn đường, để cho mưa nó rớt những cái giọt mưa xuống dưới ánh sáng đó. Tại trong thật rồi, em biết em tìm cái sợi dây thừng mà treo cổ lên là đúng sợi dây tiêu chuẩn mà để treo được cái người mà mập như vậy lên. Chứ nếu mà con dây nhỏ quá nó đứt. Là nó phù hợp cái dây phù hợp xíu mà treo cái người bự quá. Mới là đứt dây rồi sao chết. Đúng chắc là cái cổ dây thừng. Mà cái anh chàng mà đóng vai đó là anh Khoa, là một tay nhạc sĩ ở đây nè, cũng khá nổi tiếng, ở anh tên Khoa Ngô. Thì rất là chịu đóng. Tại vì cái cảnh đó đâu có ai mà dám em thọc cục dây thôi mà treo thật phòng lên như đó đâu. Là khi nó đứt cục dây một cái là rớt xuống là gãy chân liền. Tại nó cao lắm, cái dàn kho nó cao lắm. Mà anh Tàng cũng rất là nhiệt tình đóng được cái cảnh đó mà giống như thật hay lắm. Đó thì một trong những cảnh mà rất là ấn tượng mà Tiến chia sẻ với em. Ngoài ra thì có một số cảnh thì Tiến không đóng trong đó. Nhưng mà cảnh những cái nhân vật nữ chính á, mà bị nhập hồn vô á, xong mà đi ra cánh rừng hoang vào ban đêm đó, rồi cảnh cô ấy bị chôn xuống đất chôn sống luôn á, những cảnh rất là ghê rợn, chôn sống rồi nhiều lắm. Nói chung là mình chỉ tiết lộ sơ sơ để mọi người xem thôi. Thì nói chung là ở phim này, riêng cá nhân Đức Tiến mà đứng ở vai trò là một người khán giả đi xem á, là thấy có đầy đủ màu sắc trong trọng, có yếu tố kinh dị nè, có yếu tố rùng rợn sợ nè, có yếu tố gia đình, có yếu tố lãng mạn của tình yêu nè, rồi có ca khúc đặc biệt trong này nữa. Đây mà đạo diễn nói nha, đạo diễn hát luôn vậy. Không, Mỹ Bạch chứ giỡn hoài. Anh đang cố tình đem dụ cho các vị nghe. Không, mà thực sự là ở đâu mà anh đầu tư rất là hay như anh nói đó. Thực sự là phim nhiều khi bên Việt Nam, even phải nói Việt Nam mình, hay là đây có những phim xưa đó, là phim Mỹ luôn đó, họ cũng chưa có đầu tư như vậy. Thì họ giống như họ mới ra, họ làm đơn giản, nhưng mà ở đâu mà anh có thể mướn được xe giống như xe của quả, hay là xe cảnh sát. Tất cả mọi thứ đều mướn được hết, nhưng mà chỉ có tiền thôi. Cái gì không mua được bao tiền, mua được nhiều tiền. Nhưng mà anh may mắn là nhờ chị Kim Lý, là một trong những nhà đầu tư của anh hỗ trợ. Chị Kim Lý rồi chị nuôi. Thì anh với chị lập ra một cái công ty mang tên là Lý Võ Production để làm cái phim này. Thì chị Lý là một trong những đầu tư lớn của cái phim này, phải có sự hỗ trợ anh mới làm nổi chứ em. Tại vì đầu tư những cảnh quay đó mướn xe mắc tiền lắm. Nó tính giờ mấy trăm đồng một giờ. Mà quay một ngày 24 tiếng là em biết nhân lên là bao nhiêu. Cho nên là rất là đắt đỏ. Nhưng mà điều cái thì mình làm phim mình làm phải thật thì khán giả họ mới ưng ý. Chứ còn nếu mà làm giả thì là không có ra phim được. Đúng. Bởi vậy cho nên phải chịu khó thôi. Thì cũng mong là quý vị thương cho cái những nhà đầu tư của Việt Nam mình mà làm tại phim tại Mỹ, bởi vì rất là khó làm phim tại Mỹ này. Đó, những nhà đầu tư tới lớn thì họ là về Việt Nam họ làm phim hết cho rồi, chỉ ít nhà đầu tư làm tại Mỹ lắm. Cho nên là cảm ơn anh tại vì em nói là đầu vô là ở đây thực sự luôn không chưa có ai dám, hay là những người làm mời thì diễn viên rồi mời người này kia rồi xe rồi đồ đạc dụng cụ rồi một cái khó khăn mà em rất là quý là anh chị chịu đi lên xa mà quay giống như cái nhà bỏ hoang. Ở đâu anh tìm được những cái nhà đó rồi có xưa anh đi bụi á. Em có biết là anh đi từng đi bụi không, cho nên nhà hoang là anh làm lắm. Những cái bối cảnh quay rất là mượn, những cái bối cảnh quay cũng khó nữa chứ. Đúng. Không phải không có giống như Việt Nam, ở đây mà chỗ người ta đang buôn bán rồi này kia nọ, mình mượn một cái bối cảnh quay cũng khó, giống như mượn một cái bệnh viện để quay cũng khó nữa chứ không phải là đơn giản. Được cái anh có nhiều bạn, anh thích bạn lắm, anh kết bạn đủ mọi tầng lớp hết á, từ giang hồ cho tới bác sĩ kỹ sư làm nail cho tới là cái gì đó, tức là đủ mọi thành phần. Mới mượn được bệnh viện để quay. Đó nói chuyện tới mượn bệnh viện luôn, làm sao anh mượn được bệnh viện để anh quay, mà họ xách đau bệnh viện cho anh quay luôn. Từ 4 giờ chiều cho tới 12 khuya, làm sao mà anh làm được chuyện đó. Tức là một cái mối quan hệ rất là rộng mà họ thương mình dữ lắm thôi mới cho mượn.
Thì anh bác sĩ Trần Anh Dũng đó là cái bệnh viện của anh đó, thì ảnh là cũng là nhạc sĩ sáng tác, cho nên anh hòa âm cho bài cho ảnh, rồi hai anh em nói chuyện thân mật với nhau đó, hiểu nhau, cho nên ảnh cũng khoái phim lắm. Anh cho bự của luôn, cho anh đóng vai bác sĩ trong đó luôn. Đúng rồi, trong cái vai bác sĩ luôn. Thực tế mà thực sự mà chỉ có bác sĩ không biết đóng vai bác sĩ thôi.